Alo, 389. Tiêu điểm. Và các bạn đón đọc các cơ báo ra ngày hôm nay. Không nào đâu này. Nhịp sống. Quý vị và các bạn đang được nghe chương trình Nhịp sống được phát trên kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Một phong cách mới. Công nghệ hiện đại nhất. Phát triển theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng với những ứng dụng thông minh. Các show chương trình lớn, format mở, tương tác trực tiếp, giao lưu gần gũi và thân thiện. Kênh phát thanh sức khỏe, an toàn thực phẩm và thính giả sẽ là những người đồng hành tin cậy, không có khoảng cách. Chính thức phát sóng từ ngày 27 tháng 2, kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm Đài Tiếng nói Việt Nam là kênh phát thanh chuyên biệt, phong cách sinh động, thông tin tin cậy, tiếp cận mới mẻ. Phát sóng trên một tần số thống nhất cả nước, FM 89MHz, dễ nhớ và dễ dò, với chất lượng sóng tốt nhất dành cho thính giả, nhất là thính giả ở các thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Thính giả luôn ở vị trí trung tâm của mọi mối quan tâm, là bạn nghe đài, đồng thời là người cung cấp thông tin, người chia sẻ kinh nghiệm, người đề xuất giải pháp, người đồng sáng tạo ra các nội dung của kênh. Mỗi vấn đề được đề cập sẽ trở nên hấp dẫn hơn với góc nhìn sắc sảo, thú vị và đa chiều của đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp. Đội ngũ chuyên gia hàng đầu và các tư vấn viên kinh nghiệm. Thông tin phong phú, mang đậm hơi thở cuộc sống thường nhật. Với tiêu chí trung thực, tin cậy, thiết thực, gần gũi, sinh động, hấp dẫn và tương tác cao. Kênh phát thanh sức khỏe và an toàn thực phẩm thực sự là một món ăn tinh thần mới lạ. Chúng tôi tin là kênh sức khỏe an toàn thực phẩm sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của các ban bộ ngành địa phương và mọi nhà mọi người. Đài Truyền hình Việt Nam cam kết sẽ cố gắng hết sức để làm cái kênh này trở thành cái kênh mà rất thiết thực với mọi người. Cái tính tương tác cao với bạn nghe đài, cái sự liên kết cao với các ban bộ ngành để làm sao mà cái công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường của chúng ta được thực hiện tốt nhất. Chúng tôi hy vọng kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm sẽ mang lại thật nhiều những cái thông tin bổ ích mà chúng tôi là thấy rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. VOV Sức khỏe An toàn thực phẩm trang bị cho chúng tôi rất nhiều kiến thức hữu ích. Sẽ là người bạn đồng hành thực sự với khán thính giả. Chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành và tương tác với kênh VOV, kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm. Hãy luôn đồng hành, lắng nghe và chia sẻ cùng thính giả. Chúng tôi sẽ đồng hành. Tôi sẽ đồng hành. Kênh phát thanh sức khỏe và an toàn thực phẩm, Đài Tiếng nói Việt Nam. Tận tâm vì sức khỏe người Việt.